Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm cái bánh lo kèn nha. Cái bánh lo kèn này hôm nay mình sử dụng cái loại bột này nè. Cái bột mà mình làm bánh patiso đó. Và bây giờ mình bắt đầu làm nha các bạn. Trong hộp này thì mình có 2 miếng nè. Nhưng mà mình lấy 1 miếng thôi. Và đây, và cái miếng này mình đã lấy ra đã được hơn nửa tiếng rồi nè các bạn. Và mình khi mà mình để hơn nửa tiếng thì nó đã mềm rồi nè. Và mình sẽ cắt từng miếng ha. Để làm cái bánh này thì mình cần khuôn lo kèn nha. Thì trong cái hộp này mình có 6 cái. Và cái khuôn này mình đã rửa sạch rồi nè. Và mình đã để ráo nước rồi nè. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm ha. Đây là cái trứng gà. Mình sẽ lấy lòng đỏ và mình sẽ đánh lên. Và mình làm dán bánh và quét bánh luôn nha. Bây giờ mình sẽ cắt cái bột này ra nha các bạn. Mình sẽ cắt làm một miếng một bên như vậy nè. Mình cắt làm thành 3 miếng nha. 3 miếng dài đó. Rồi, bây giờ mình sẽ quấn lại nha. Cái này mình cắt chưa đất, cắt luôn. Rồi, đây. Mình sẽ quấn cho các bạn coi nha. Đây nè. Rồi các bạn quay vậy thôi. Mình sẽ quấn ha. Tới cái phần cuối này nè. Các bạn dùng chút xíu trứng á. Đây. Mình quét lên. Rồi mình dán nó lại. Mà mình bỏ cái khay. Trong cái thời gian này đó mình quên nói với các bạn là các bạn mở lửa cho mình là 400 độ F nha, Fahrenheit đó. Rồi. Khi mà các bạn để vô cái khay á thì các bạn để cái này ở phần dưới nha. Đó. Mình chỉ có 6 cái ống hình nón á, các bạn, cái khuôn á mình không đủ cho nên mình xài cái loại hình ống nha. Rồi mình cuốn bánh tiếp ha. Rồi bây giờ mình đã cuốn bột vào mấy cái ống xong rồi nè các bạn. Mình làm được 9 cái. Và bây giờ mình sẽ quết trứng vào nha. Đây là một cái lòng đỏ trứng gà nè. Và mình bỏ một muỗng cà phê sữa tươi và nửa muỗng cà phê dầu. Mình làm như vậy cho bánh nó bóng nha. Đây. Rồi mình để xuống nha. Và mình sẽ quết những cái còn lại ha. Đó các bạn quét vậy. Một lát mình làm ra cái bánh mình nó ngon lắm. Bây giờ cái lò của mình đã đạt được 400 Fahrenheit rồi nè. Mình sẽ bỏ vào giữa lò và nướng 15 phút. Rồi. Bây giờ bánh của mình đã nướng xong rồi nè các bạn, sau 15 phút. Và bây giờ bánh nó rất là nóng. Mình sẽ để cho thiệt là nguội và mình sẽ bỏ kem vào nha. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình làm kem nha. Mình chiếu gần cho các bạn xem cái bánh của mình nè. Để làm kem thì các bạn sử dụng cái kem này nè, heavy whipping cream ha. Và mình bỏ đường vô, đường mà đường bột. Nếu mà các bạn không có đường bột thì mình sử dụng cái đường cát đó. Rồi mình bỏ vô máy quay sinh tố rồi mình xay nó nát thôi. Đây là đường cát của mình nè. Mình bỏ vào máy quay sinh tố thì mình xay nó được như vậy nè đó. Thì cái ngọt, ít hay ngọt nhiều thì tùy ý các bạn nha. Về cái phần kem thì các bạn có thể bỏ bột sô-cô-la vô nè. Hoặc là các bạn bỏ trà xanh vô cũng được nha. Nói chung là mình thích mùi gì thì mình bỏ cái mùi đó vô nha. Cái bánh của mình sau 10 phút nó đã nguội dần rồi nè các bạn. Mình sẽ lấy ra nha.
Các bạn làm nhẹ tay thôi nha. Đó. Nè. Rồi mình sẽ bỏ kem vào đây ha. Nếu mà cái bánh của các bạn á, khi mà mình quết trứng á, nó sẽ dính trong này nè, thì các bạn lấy cái tay ứng nhẹ thôi thì cái phần trứng nó sẽ rớt ra đó, thì mình dễ lấy ra hơn nha. Đây nè các bạn thấy không, là nó có phần trứng nè dính chỗ này nè, thì mình đẩy nó ra nhẹ nhẹ ha, tại vì cái bánh này nó rất là giòn nè. Đó, cho nên mình khi mà mình lấy mình để ý nha các bạn, cái chỗ mà nó dính phần trứng đó, đó rất là dễ ha. Và bây giờ mình sẽ nặng kem vào bánh nha. Đây nè, cái màu trắng ha. Đây nè các bạn, con nít nó thích ăn lắm các bạn ơi. Rồi để mình xay qua cho các bạn. Cái bánh này các bạn phải để nguội hẳn rồi mới làm nha, tại vì cái kem này mà khi mà có nóng chút xíu là nó cũng chảy đó các bạn. Rồi, bánh của mình đã làm xong rồi nè các bạn. Các bạn nhìn thấy ngon không? Mình mong rằng các bạn làm thử nha. Những cái bánh này nè là mấy em nhỏ thích ăn lắm luôn á. Cái này là mình bỏ sô-cô-la và bánh và cái trái bị quất vô nè. Nói chung là các bạn thích trái cây gì thì các bạn bỏ trái cây đó nha. Đây là trái raspberry nè. Nhìn ngon hen. Mình mong rằng các bạn làm thử và chúc các bạn thành công. Thân mến chào các bạn. Chính cái mà còn có bao nhiêu đây thôi đó các bạn. Mình ăn cái này, trà xanh. Giòn quá.